chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á ngày chay cho nên á mình ăn cơm sườn chay nè các bạn. À, các bạn nhìn giống cơm mặn không? Này có chả chay nè các bạn, gọn này á là bì nè các bạn. À, ngon ghê ha các bạn. À, còn cái này á là sườn nè. À, sườn nướng á các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Giờ mình chai nước mắm vô nha các bạn. Nước mắm này cũng là nước mắm chai á. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Chả thế này các bạn. Đó. Chả chay làm tàu hũ ngon lắm các bạn ơi. Các bạn không biết không? Cái bữa nay là chay các bạn. Cháu của mình đó. Thấy chỗ này bán cơm sườn chay rất là ngon. Cho nên á cháu mình mới mua cho mình về ăn sáng đó các bạn. Bữa nay giờ này là ăn sáng. Mấy bữa mặn đó thì cháu mình nói cái chỗ này bán ngon lắm, để bữa chay á con mua về cho Sáu ăn. Cho nên bữa nay chay nè, cho nên cháu mình mua về á. Món này ngon thiệt luôn các bạn ơi. Chả đã làm rất là ngon luôn á. Hộp cơm nè. Nó bời rồi lại luôn các bạn. Cái món bì nè các bạn, bì này người ta làm ngon ghê luôn. Một dĩa cơm sườn này á mình không nói chai á là chắc cũng không ai biết đâu các bạn. Nhìn nè, y như mặn hết các bạn, cả bì rồi giống hệt mặn luôn, ngon quá. Mình ăn miếng sườn các bạn. Sườn nướng rất là vừa ăn luôn các bạn ơi. Ở đây á người ta nêm nếm nước mắm rồi với lại món ăn các bạn, còn nêm nếm nó vừa ăn lắm luôn các bạn ơi, ngon quá. Nước mắm là làm ngon lắm luôn á các bạn. Nhìn giống y như thiệt vậy. Cái dĩa này bự lắm đó các bạn ơi. Mình ăn thì không hết dĩa này không. Mà ăn ngon thiệt luôn các bạn.
thật sự luôn. Nói chung là cái dĩa cơm chay này rất là hoàn hảo các bạn ơi. Ăn ngon quá à. Có dưa chua nữa nè các bạn. Dưa chua nè, làm củ cải trắng với củ cải đỏ các bạn. Chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Mình ăn sáng mà mình ăn cơm gì nè các bạn, rất là no luôn các bạn. Mình ăn hết nửa dĩa rồi các bạn. Mấy cái màu ngon quá. Kèm vô dưa chua này ăn ngon thiệt là ngon luôn các bạn. Nó chua chua ngọt ngọt ngon thiệt. Có đường chai mà ăn vậy là rất là ngon nữa các bạn ơi. Với chút mắm luôn. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Này thịt sườn nướng. Ăn cột tiền cả cái miếng cơm nè. Miếng dừa nha các bạn. Ngon quá. Mình ăn hết nửa dĩa luôn các bạn. Bây giờ mình no rồi. Ăn xong mà uống một ly trà đá vô không còn gì bằng hết luôn các bạn. No lắm. Ngon. Rất là ngon các bạn. Mình uống cái trà đá này rất là ngon luôn các bạn. Hôm nay mình chia sẻ video mình ăn cơm chay các bạn, cơm sườn chay đến đây cũng đã dài. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, đăng ký cho các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại clip sau nha.